Chương 8. Duyên sinh Paticca-samuppada, duyên hệ Patthana, chế định Panyati. 1. Duyên sinh Paticca-samuppada. Trong Phật giáo có hai thứ giáo lý quan trọng làm nền tảng cho tất cả kiến giải Phật học. Đó là giáo lý duyên sinh hay duyên khởi Paticca-samuppada, giải thích lý do sinh tử của muôn loài, và giáo lý duyên hệ Patthana, giải thích cách thức tồn tại của vạn hữu, không riêng gì chuyện luân hồi. Ở phần này ta học về 12 duyên khởi, tức vòng tròn sinh tử của chúng sinh. Đã nói là vòng tròn thì không có điểm bắt đầu hay kết thúc. Những điểm kết thúc hay bắt đầu ấy có thể là bất cứ ở đâu trên vòng tròn. Luân hồi là sự quẩn quanh trên vòng tròn duyên khởi, và giải thoát là ra khỏi vòng tròn ấy. Có nhiều cách để nói về điểm bắt đầu cũng như sự kết thúc của vòng tròn sanh tử, nhưng phổ biến hơn cả vẫn là cách nói lấy vô minh làm điểm xuất phát. A. Vô minh duyên hành Avijja Paccaya Sankhara. Chính vì không hiểu được tứ đế nên phàm phu đam mê trong lục trần và từ đó làm đủ mọi chuyện để sống và hưởng thụ. Sự không hiểu biết này được gọi là vô minh. Nói chi tiết thì vô minh ở đây gồm 8 sự bất tri. 4 sự bất tri về tứ đế. 3 sự bất tri về danh sắc ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Và sự bất tri trong lý duyên khởi. Phàm phu có 3 cách sống. Phúc hành, Punya Visankhara. Do vô minh nên đi tìm hạnh phúc trong các cõi lành. Bằng cách hành động bằng 8 tâm đại thiện, Maha Kusala Chitta và 5 thiện sắc giới, Rupa Vachara Kusala Chitta, để sanh về các cõi dục thiên và sắc giới thiên. Hết tuổi thọ ở đó, người ta tiếp tục đọa lạc làm trùng dế, mọi thứ bắt đầu trở lại. Bất động hành Anecha Visankhara. Có người sau khi đắc thiền sắc giới, thấy vẫn chưa đủ nên tu lên tầng thiền vô sắc, có tuổi thọ tối đa 84.000 đại kiếp, lâu nhất trong tam giới. Khi hết tuổi thọ thì trở về cõi dục giới, tiếp tục vòng quay đọa lạc. Phi phúc hành, Apunya Visankhara. Trên đây chỉ nói về thiểu số chúng sanh. Đại đa số phàm phu cũng mong được hạnh phúc, nhưng chỉ biết sống bằng 12 tâm bất thiện Akusala Chitta, nên phải bị trầm luân trong các khổ cảnh. Cơ hội đi xuống luôn nhiều hơn đi lên, nên chúng sanh cõi khổ luôn nhiều hơn chúng sanh cõi lành. Nói vắn tắt, do vô minh nên không hiểu được tứ đế, không hiểu được rằng cái gì ở đời cũng là khổ, nên mới tìm đến những thứ hạnh phúc giả lập thông qua 3 hành trên đây. Nói rốt ráo thì hành trong trường hợp này là tâm sở tư chetana trong tất cả tâm bất thiện và thiện hiệp thế, tức là những tâm có khả năng tạo quả tái sinh. B. Hành duyên thức Sankhara Paccaya Vinyanang. Như đã nói, do vô minh trong tứ đế nên mới dẫn đến 3 hành là tâm sở tư trong 17 thiện hiệp thế và 12 tâm bất thiện. Chính 29 tâm này tạo ra 32 tâm quả hiệp thế Lokiya Vipakachita. Trong đó có 19 tâm làm việc tái sinh các cõi. Như vậy, thức trong câu hành duyên thức là chỉ cho các tâm tái tục này. Trong đó 12 tư bất thiện, tức phi phúc hành, tạo ra 7 tâm quả bất thiện, với tâm quan sát quả bất thiện dẫn sanh 4 đọa xứ. 8 tư đại thiện và 5 tư thiện sắc giới, tức phúc hành, tạo ra 8 quả thiện vô nhân, 8 đại quả và 5 quả sắc giới. Trong đó, quan sát quả thiện vô nhân và 13 tâm quả hữu nhân làm việc dẫn sanh các cõi lành dục giới và sắc giới, và cuối cùng 4 tư vô sắc tức bất động hành thì tạo ra 4 tâm quả vô sắc dẫn sanh cõi vô sắc. Xem bản 57 hành duyên thức trang 338. C. Thức duyên danh sắc Vinyana Paccaya Namarupan. Danh ở đây là 35 tâm sở hợp Chetasika với các tâm tái tục.
Và sắc ở đây là 18 sắc nghiệp thời tái tục. Như vậy là trường hợp các tâm tái tục thức giúp cho danh pháp là 35 tâm sở đi cùng và sắc pháp là 18 sắc nghiệp được có mặt trong thời tái tục. Nên nhớ, trong bốn loài noãn, thai, thấp, hóa, thời tái tục có số lượng danh sắc khác nhau. Cái gọi là tâm thức của chúng sanh nói chung chỉ gồm trong hai thứ quả thức, vipaka vinyana, chỉ cho 32 tâm quả hiệp thế, và nghiệp thức là 29 tâm hiệp thế thiện ác. Chính 29 tâm này tạo ra 32 tâm quả vừa kể và 18 thứ sắc pháp trong cơ thể chúng sinh. Khi nói thức duyên danh sắc thì ta phải hiểu danh ở đây là 35 tâm sở có mặt trong 32 tâm quả hiệp thế. Chúng nằm trong 3 uẩn thọ, tưởng, hành. Còn sắc ở đây chính là 18 sắc nghiệp. Xin xem lại chương 6. Đến đây thì ta đã hiểu được sanh tử là gì. Do không hiểu tứ đế vô minh, nên phàm phu mới tạo các nghiệp thiện ác, hành. Do các nghiệp thiện ác mới có các tâm tái tục, thức. Do có các tâm tái tục, nên mới có sự xuất hiện của 35 tâm sở và sắc nghiệp thời tái tục. Ngay chỗ này, chúng được gọi bằng thuật ngữ, danh sắc. Xem hình 62, thức duyên danh sắc trang 340. D. Danh sắc duyên lục nhập, nama rupa paccaya salayatanang. Lục nhập ở đây là 6 nội xứ. Ý xứ lúc này là 32 tâm quả hiệp thế. Nói cho dễ hiểu thì từ chuyện tái tục mới có sự xuất hiện của 6 căn. Tùy loài mà sự xuất hiện này sớm hay muộn. 6 nội xứ ở đây gồm 5 sắc thần kinh và 32 tâm quả hiệp thế, có 35 tâm sở đi cùng. Như vậy, danh sắc duyên lục nhập ở đây chính là danh sắc thời tái tục dẫn sanh 5 căn vật chất và 35 tâm sở đi chung với các tâm quả. Lục nhập duyên xúc Salayatana Pachaya Faso. Vì có 6 căn nên mới có sự va chạm hay hợp mặt giữa mắt với cảnh sắc và nhãn thức. Đối với các xúc còn lại cũng cứ vậy mà hiểu. Xúc ở đây là tâm sở xúc trong 32 tâm quả hiệp thế. Toàn bộ đời sống của chúng ta nói cho cùng chỉ là những lần hợp mặt giữa 3 thứ căn, cảnh và thức. Chẳng hạn như vì có lưỡi, căn và có thứ gì đó để nếm, cảnh, cộng với cái biết, tức tâm hay thức, nên ta mới làm xong việc thưởng thức một hương vị nào đó. Nói thật rốt ráo, tâm chỉ có một là sự nhận thức đối tượng, nhưng dựa trên chỗ nương của nó và đối tượng nhận biết mà nó được gọi là tâm gì. Dĩ nhiên, ở mỗi trường hợp khác nhau, thì số lượng tâm sở đi cùng với mỗi thứ tâm luôn ít nhiều khác biệt nhau. F. Xúc duyên thọ Phát xá Bát Chá Gia Quê Đa Nà. Từ 6 sự va chạm kia, xúc, mới đồng thời tạo ra sự có mặt của các cảm thọ. Nên nhớ, thọ ở đây bao gồm cả 5 thọ, xuất hiện sau khi mắt, tai va chạm cảnh. Tùy cảnh tốt xấu mà các thọ xuất hiện một cách tương thích. Nói cho rõ ràng thì thọ ở đây là tâm sở thọ trong 32 tâm quả hiệp thế. Thọ và xúc là những tâm sở đồng thời xuất hiện trong tất cả tâm. Tuy nhiên, trong chuỗi duyên khởi này, xúc được coi như là điều kiện để tạo ra thọ, bởi tùy theo loài xúc xuất hiện mà một trong 6 thọ cũng theo đó mà có mặt. Như vậy, từ nhãn xúc mới có nhãn thọ, từ ý xúc mới có ý thọ, đại khái là vậy. G. Thọ duyên ái Vedana Paccaya Tanha. Một cách nôm na mà nói, cảm thọ chính là cảm giác tiêu cực hay tích cực của tâm trước đối tượng. Trong trường hợp nói về nguyên nhân tái sanh thì ở đây ta phải ngầm hiểu là đang nói đến trường hợp lục nhập biết cảnh vừa ý, từ đó dẫn đến xả thọ hay hỷ thọ trong tâm tham. Nói vắn tắt thì 6 xúc dẫn đến 6 thọ.
sáu thọ dẫn đến sáu ái là sắc ái rupa tăng hà, thinh ái sata tăng hà, khí ái gandha tăng hà, vị ái rasa tăng hà, xúc ái phottabha tăng hà, pháp ái dhamma tăng hà. Ái cũng được kể có ba là dục ái, sự đam mê trong ba cõi nói chung. Hữu ái là tâm tham gắn liền với thường kiến và vô hữu ái là tâm tham gắn liền với đoạn kiến. Xem lại 108 tham ái ở phần bất thiện tập yếu. H. Ái duyên thủ, tăng hà bát chá gia upada năng. Tham ái ở giai đoạn mãnh liệt và có tà kiến đi cùng thì được gọi là thủ. Nói ái duyên thủ là ý này. Thủ gồm có bốn. Dục thủ, kamupadana, là sự đam mê trong năm cảnh dục trần. Kiến thủ, dithupadana, là sự đam mê trong những điều mình chấp trước. Giới cấm thủ, silapatupadana, là sự chấp chặt trong những pháp tu nằm ngoài bát chánh đạo. Ngã chấp thủ, attavadupadana, là sự chấp chặt trong ý niệm tôi của tôi do tác động của thân kiến. Y. Thủ duyên hữu, upadana paccaya phavo. Khi tham ái và tà kiến trở nên mạnh mẽ để có thể gọi là thủ, thì chúng có khả năng đưa đẩy chúng sinh vào dòng trầm luân bằng hai hữu. Nghiệp hữu, kamma phavo, chính là 29 động lực hiệp thế. Sanh hữu, upapatifavo, là 32 tâm quả hiệp thế lokiya vipakacita, 35 tâm sở đi cùng và 18 sắc nghiệp kammacarupa. Như vậy, hành sankhara tạo ra thức vinyana và danh sắc namarupa là thuộc thời quá khứ. Còn nghiệp hữu hiện tại thì tạo ra sanh hữu trong tương lai. Khi nghiệp hữu là thiện thì tạo ra sanh hữu là quả thiện. Khi nghiệp hữu là bất thiện thì tạo ra sanh hữu là quả bất thiện. Chi, hữu duyên sanh, pha quá paccaya cha tí. Hữu ở đây là 29 nghiệp hữu, tạo ra 32 tâm quả hiệp thế, 35 tâm sở đi cùng và 18 sắc nghiệp. Sự xuất hiện của sanh hữu chính là sanh trong câu hữu duyên sanh này. K. Sanh duyên lão, tử, sầu, bi, khổ, ưu, não, cha tí, bát cha gia, cha ra, má răng năng, sô cá bá rít đê quá, đúc khá, đô ma ná su, pa ya sá, xăm pha quanh tí. Một khi đã xuất hiện ở một cảnh giới nào đó bằng các tâm và sắc vừa kể, thì tất cả phàm phu coi như đã bắt đầu một hành trình vui ít khổ nhiều. Đầy dẫy những nguy cơ bất trắc như sanh ly tử biệt, thương phải xa, ghét phải gần, muốn mà không được. Tất cả nỗi khổ ở đời chỉ có mặt khi một chúng sanh có mặt. Như vậy, tính từ vô minh cho đến lão tử, ta có 12 vấn đề, trong đó vừa là nhân vừa là quả. Hai món này xoắn chặt nhau làm nên cuộc luân hồi. Xét trên thời gian tính, ca lá của các kiếp tái sinh, vô minh và hành của đời trước quá khứ tạo ra các hệ quả của đời này hiện tại là thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, nghiệp hữu. Để rồi từ các thứ duyên này ở một kiếp sau, vị lai nào đó sinh hữu cũng là sanh và lão, tử, sầu, bi tiếp tục có mặt. Xét trên khía cạnh nhân quả thì vấn đề thời gian trong duyên khởi được tính như sau. Vô minh, hành, ái, thủ, nghiệp hữu kiếp trước là các pháp nhân quá khứ. Atitahetu. Thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ kiếp này là quả hiện tại Vattamanaphala. Ái, thủ, nghiệp hữu, vô minh, hành, ngay kiếp này là các pháp nhân hiện tại Vattamanahetu. Thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ trong các kiếp sau là quả tương lai Anagatapala. Xem bảng 58 nhân và quả trong duyên sinh, trang 345. L. Tổng lược giáo lý duyên sinh. Trước hết, hệ thống này gồm 12 phân khúc, Angga.
Trong đó, các phân khúc được trình bày thành 3 thời điểm: Kala, 20 chi tiết, 4 yếu đoan, Sankhepa, 3 tục đoan Santhi, 3 luân hồi Watta và 2 căn bổn Mula. 1-12 phân khúc là vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, lục xúc, lục thọ, lục ái, tứ thủ, nhị hữu, sanh, lão, tử. 2. Ba thời điểm Kala ở đây được trình bày như sau: vô minh và hành thuộc quá khứ, thức, danh sắc, lục nhập, lục xúc, lục thọ, lục ái, tứ thủ và nghiệp hữu thuộc thời hiện tại, sanh, lão, tử thuộc thời tương lai. Một cách nôm na, ta có thể hiểu rằng một người vì không hiểu được vô minh cái khổ trầm luân nên làm ra các nghiệp thiện ác tam hành. Dựa vào điểm này mà vô minh và hành được kể là thời quá khứ, không nên hiểu chữ quá khứ này theo nghĩa thông thường vì nó chỉ là quá khứ trong hệ thống này mà thôi. Từ hành quá khứ, tức tiền nghiệp đời trước nên mới có đời sống hiện tại. Bắt đầu từ thức tái tục sau đó là danh sắc bình nhật, rồi thì lục nhập, lục xúc, lục thọ, lục ái, tứ thủ và nhị hữu. Do vậy, 8 phân khúc này được kể vào đời hiện tại. Từ nghiệp hữu trong nhị hữu, một đời sống khác, sanh hữu trong nhị hữu mới được chuẩn bị. Mà đã có sanh thì phải có già và chết. Đó là lý do sanh, lão, tử được kể vào tương lai. 3. 20 chi tiết. Nhân quá khứ, Atita Hetu, gồm vô minh, tam hành, lục ái, tứ thủ và nghiệp hữu. Quả hiện tại, Watta Manaphala, gồm thức, danh sắc, lục nhập, lục xúc, lục thọ. Nhân hiện tại, Watta Manahetu, gồm lục ái, tứ thủ, nghiệp hữu, vô minh, tam hành. Quả tương lai, Anagata Phala, gồm thức, danh sắc, lục nhập, lục xúc, lục thọ. Khi ta nhìn về quá khứ như đã nói ở trước, chỉ có vô minh và hành được xem là nhân quá khứ. Nhưng xét kỹ, lục ái và tứ thủ cũng đều có vị trí và tác dụng giống hệt vô minh. Đều là phiền não luân hồi cùng xuất hiện trong một tâm, nên ở đây chúng cũng được kể vào nhân quá khứ. Lại nữa, hành thuộc về nghiệp luân hồi mà cũng chính là nghiệp hữu. Nên khi nhắc đến hành thì cũng là nói đến nghiệp hữu. Do vậy trong trường hợp ở đây, nhân quá khứ đôi khi cũng được kể là năm. Thức, danh sắc, lục nhập, lục xúc và lục thọ kiếp này chính là quả hiện tại, có từ nhân quá khứ. Và ngay thời hiện tại, lục ái, tứ thủ và nghiệp hữu lại tiếp tục làm nhân sinh cho sự hiện hữu tương lai. Và như đã nói, ở đâu có lục ái và tứ thủ thì ở đó cũng có vô minh đi cùng. Hơn nữa, hành luôn được kể chung với nghiệp hữu, cho nên lục ái, tứ thủ, nghiệp hữu, vô minh và hành lúc này trở thành nhân hiện tại để tạo ra đời sống tương lai. Trong thời tương lai của hệ thống duyên sinh thì chỉ kể sanh, lão, tử. Nói vậy bởi vì sanh, lão, tử ở đây chính là sự xuất hiện, già cỗi và biến mất của thức, danh sắc, lục nhập, lục xúc và lục thọ. Như trong Thanh Tịnh Đạo có ghi, năm nhân trong quá khứ tạo năm quả hiện tại, năm nhân đời hiện tại tạo năm quả tương lai. Chúng ta nên nhớ rằng, thoạt nhìn thì trong hệ thống duyên khởi có vẻ như một nhân tạo ra một quả. Nhưng kỳ thật, mỗi phân khúc là sự họp mặt của cùng lúc rất nhiều nhân và từ đó cũng tạo ra rất nhiều quả. 4. Bốn yếu đoan Sankhepa. Năm nhân quá khứ là một yếu đoan. Năm quả hiện tại là một yếu đoan. Năm nhân hiện tại là một yếu đoan. Năm quả tương lai là một yếu đoan. 5. Ba tục đoan Santhi. Tục đoan ở đây có nghĩa là mối nối. Hành và thức là mối nối giữa nhân quá khứ và quả hiện tại. Thọ và ái là mối nối giữa quả hiện tại và nhân hiện tại. Nghiệp hữu và sanh là mối nối giữa nhân hiện tại và quả tương lai.
Tu hành hay phóng dật chỉ là vấn đề ở mối nối thọ và ái. Nếu ta có chánh niệm vững mạnh, thì thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe. Lúc này là thọ duyên cho trí thay vì là thọ duyên cho ái. Có học được chỗ này, ta mới thấy ra vai trò của chánh niệm trên hành trình giải thoát. 6. Ba luân hồi, quách tá. Quách tá ở đây là sự xoay vần hay vòng tròn. 12 chi duyên khởi vận hành theo mô hình của một bánh xe. Ở đây ta có 3 vòng tròn hay là 3 vòng quay. Vòng quay thứ nhất là phiền não luân hồi, kilesa watta gồm vô minh, lục ái và tứ thủ. Vòng quay thứ hai là nghiệp luân hồi, kamma watta gồm nghiệp hữu và hành. Vòng quay thứ ba là quả luân hồi, vipaka watta gồm sanh hữu, thức, danh sắc, lục nhập, lục xúc, lục thọ, sanh, lão, tử. Vô minh, lục ái và tứ thủ đều là phiền não, nên được kể chung nhóm phiền não luân hồi. Nghiệp hữu và hành chính là tâm sở tư trong các tâm thiện ác, nên được kể là nghiệp luân hồi. Các chi còn lại đều có từ nghiệp thiện ác nên được gọi chung là quả luân hồi. Trong đời quá khứ, vì có vô minh nên ta mắc phải tà kiến và tham đắm trong lục trần. Tà kiến và tham ái đó khi phát triển đến mức mạnh mẽ thì được gọi là tứ thủ, điều kiện để tạo ra nghiệp hữu và hành. Như vậy là quan hệ giữa phiền não luân hồi đối với nghiệp luân hồi trong quá khứ. Kiếp này do nghiệp hữu và hành của đời trước nên ta mới có đời sống hiện tại. Mà phân tích cho rốt ráo thì chỉ là sự hiện hữu của sanh hữu, thức, danh sắc, lục nhập, lục xúc, lục thọ, sanh, lão, tử. Ngay đời sống này chỉ cần còn là phàm phu, thì thức của chúng ta chính là chỗ dựa của vô minh, lục ái và tứ thủ, trong hình thức tiềm miên phiền não. Khi lục nhập tiếp xúc với lục trần, lục xúc và lục thọ xuất hiện, và chỉ cần thiếu chánh niệm thì các tiềm miên phiền não lập tức hiện rõ. Đó là mối quan hệ giữa nghiệp luân hồi và quả luân hồi đối với phiền não luân hồi. Từ phiền não luân hồi này, nghiệp luân hồi xuất hiện và bắt đầu một vòng quay mới. Cứ như vậy, dòng luân hồi được tái hiện từ đời này sang kiếp khác triền miên không dứt. 7. Hai căn bổn mula. Toàn bộ dòng chảy duyên sinh được nói đến nãy giờ có thể được phân tích ngắn gọn thành hai phần căn bản. Trước hết là vô minh trong chuỗi quan hệ giữa nhân quá khứ và quả hiện tại gồm có vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, lục xúc và lục thọ. Chính là tham ái trong chuỗi quan hệ giữa nhân hiện tại và quả tương lai gồm lục ái, tứ thủ, nhị hữu, sanh, lão, tử. Như vậy, một khi vô minh và tham ái được cắt đứt, thì toàn bộ dòng luân hồi cũng sẽ kết thúc. Con đường duy nhất dẫn đến sự kết thúc này chính là chỉ và quán kết hợp. Khi ta nhìn thấy được bản chất thật sự của các pháp, thì tham ái và vô minh không còn chỗ dựa nữa. Đó chính là cứu cánh giải thoát. 8. Nguồn gốc của vô minh. Trong mô thức thường thấy, Đức Phật bắt đầu vòng tròn duyên khởi từ điểm xuất phát là vô minh, sau đó là hành, thức. Điều tất yếu ở đây là một câu hỏi liệu vô minh có phải là nguyên nhân đầu tiên hay trước vô minh còn có một nguồn cội khác? Câu trả lời là có. Vô minh không phải là nguyên nhân đầu tiên để bắt đầu một vòng tròn duyên khởi. Một cách kín đáo, vô minh có điểm xuất phát là tứ lậu của kiếp sống quá khứ. Tứ lậu là dục lậu kamasava, sự thích thú trong năm cảnh dục trần. Hữu lậu phawasava, sự thích thú trong các tầng thiền và cảnh giới phạm thiệt. Kiến lậu dithasava, gồm hai thứ thường kiến và đoạn kiến. Vô minh lậu avichasava, chính là vô minh. Trong sớ giải, có đúc kết vấn đề này qua bài kể ngắn như sau.
Chara Marana Muchaya Pilita Nama Finhaso Asawanang Samupada Avichaya Pawatati. Do bị mê loạn bởi các nỗi khổ sanh tử, kẻ phàm phu huân tập tứ lậu và từ đó vô minh có mặt. Khi gặp phải một điều bất toại lớn nhỏ nào đó, từ cái chết, cái bệnh đến sự mất mát tiền, tình, địa vị, thì phàm phu nào cũng đau khổ, nhẹ thì buồn và nặng thì than khóc hay bất tỉnh. Những động thái này là biểu hiện của dục lậu. Khi cái thích bị tổn hại thì người ta mới đau khổ. Đối với các vị phạm thiên, cái chết cũng không phải là điều hay ho. Nó làm cho họ thiếu an lạc. Điều này là do hữu lậu tác động. Còn đối với kiến lậu thì sự tình càng rõ ràng hơn. Toàn bộ đau khổ của phàm phu đều khởi đi từ những cái nhìn sai lầm. Chính các ý niệm tôi là của tôi đã khiến thiên hạ đau đớn khôn nguôi trước những mất mát. Như vậy, vô minh không phải là nguồn cội đầu tiên hay duy nhất để tạo nên vòng xoáy đau khổ cho chúng sinh, mà dòng sinh tử của phàm phu được tạo nên bởi sự tổng hợp của nhiều thứ như vừa nói. Khi đau khổ xuất hiện thì các loại tâm bất thiện cũng theo đó mà xuất hiện, lúc tham, lúc sân. Còn vô minh tức si thì luôn luôn có mặt mọi nơi mọi lúc. Như vậy, ở đây ta thấy ra một vòng luẩn quẩn mới. Từ tứ lậu mới có sầu khổ. Từ sầu khổ, vô minh xuất hiện và vòng tròn luân hồi được bắt đầu với một quỹ đạo mới. 9. Dòng luân hồi là vô thủy. Vô thủy ở đây nghĩa là không có điểm bắt đầu. Cuộc luân hồi của phàm phu là một vòng tròn khép kín, trong đó năm uẩn liên tục sanh diệt trong từng khoảnh khắc. Ta tuyệt đối không thể dùng khái niệm thời gian, thường thức để hình dung ra một điểm bắt đầu nào đó của vòng tròn này. Như không ai có thể nói đến một giới hạn của vũ trụ, về thời gian thì ta cũng không thể nào nói đến một điểm bắt đầu của dòng chảy tử sinh. Cứ hình dung đó là một dòng chảy miên viễn bất tuyệt. Mỗi kiếp sống chỉ là một dấu chấm bé xíu. Đức Phật đã giải thích cuộc luân hồi đó bằng hệ thống nhân quả trong giáo lý duyên khởi. Để hiểu được hệ thống giáo lý này, ta chỉ có một con đường duy nhất là tu tập tuệ quán. Đây là lý do mà Trung tâm Tuệ Quán Pa-âu đã xem xét quán chiếu 12 duyên khởi là một kiểu tu tứ niệm xứ rốt ráo. Ta hãy thử vẽ một vòng tròn với một điểm bắt đầu. Khi vòng tròn đã hoàn tất thì rõ ràng ở đó ta không thể tìm thấy một điểm đầu hay điểm cuối nào hết. Dòng chảy của 12 duyên sinh cũng vậy, cũng không có điểm đầu và cuối. Vòng tròn đó chỉ được phá vỡ khi nào ta cắt đứt được hai căn cội sanh tử là vô minh và tham ái. Trong kinh Đại Duyên số 15 của Trường Bộ Kinh, Đức Phật đã dạy: Này Ananda, giáo lý duyên khởi này vô cùng sâu sắc. Vì không hiểu được nó, nên thế giới này rối mù như một cuộn chỉ, một tổ chim, một đám sậy, và chúng sinh phàm phu đã không thoát khỏi sinh tử và đọa lạc. Xem bản 59 Sự tương quan trong ba đời sinh tử, trang 354. 2. Giáo lý duyên hệ Patthana. Bộ cuối cùng trong 7 bộ A Tỳ Đàm có dung lượng lớn nhất trong cả tạng, bàn về 24 cách quan hệ giữa danh sắc với nhau. Đây là cách phân tích rốt ráo nhất về sự hiện hữu của tất cả hữu vi. 1. Nhân duyên Hetu Paccaya, gồm 6 nhân thiện và bất thiện trong mối tương quan với các tâm sở và sắc tâm, sắc nghiệp. 6 nhân được ví dụ như gốc rễ của một cội cây. 2. Cảnh duyên Aramana Paccaya là mối quan hệ giữa 6 cảnh đối với tâm và tâm sở. 6 cảnh ở đây được ví dụ như cây gậy của người tàn tật. 3. Trưởng duyên Adhipati Paccaya là mối quan hệ giữa tứ trưởng đối với các pháp đồng sanh.
giống như quan hệ của một ông vua hay ông chủ đối với những người dưới quyền. Từ duyên gốc là trưởng duyên, nếu phân tích thêm thì ta còn có hai duyên nhánh là cảnh trưởng duyên, giúp bằng cách làm đối tượng lớn, và câu sanh trưởng duyên giúp bằng cách cùng xuất hiện và giữ vai trò chủ đạo. 4. Vô gián duyên Anantara Pachaya là khía cạnh tiếp nối nhau không gián đoạn của danh pháp trước và sau. Chính sự tương tục triền miên này là bộ mặt vô thường vô ngã của pháp hữu vi. Mối quan hệ này được ví dụ bằng hình ảnh một vị thái tử kế thừa ngai vàng của vua cha. 5. Đẳng vô gián duyên Samanantara Pachaya, giống hệt như vô gián duyên. Kinh nói Phật giảng thêm duyên này vì nhắm đến những vị trời chưa kịp hiểu vô gián duyên. 6. Câu sanh duyên Sahachata Pachaya là sự quan hệ giữa những thứ danh sắc phải đồng thời xuất hiện chung nhau mới có mặt được. Hình ảnh ví dụ là ngọn lửa mồi và ánh sáng của một ngọn đèn dầu. 7. Hổ tương duyên Anyamanyapachaya là mối quan hệ giữa các pháp với nhau qua mô hình cái này phải tựa vào cái kia như một cái vạt ba chân. Chân nào cũng tuyệt đối quan trọng đối với hai chân còn lại. 8. Y chỉ duyên Nisayapachaya là mối quan hệ giữa các pháp với nhau trong trường hợp A giúp B bằng cách làm chỗ dựa. Hình ảnh ví dụ là một người qua sông phải nhờ con thuyền hay mặt đất đối với các loài sinh vật trên cạn. 9. Cận y duyên Upanisaya Pachaya là sự tiếp sức lẫn nhau giữa các pháp như mưa đối với cây cỏ hay cha mẹ đối với con cái. 10. Tiền sanh duyên Purechata Pachaya là sự hỗ trợ giữa các pháp với nhau bằng cách có trước để làm nền tảng, như mặt trăng và mặt trời đối với các sinh vật trên hành tinh. 11. Hậu sanh duyên Pachachata Pachaya là trường hợp các pháp hỗ trợ nhau bằng cách xuất hiện muộn hơn. Hình ảnh ví dụ là một chú kênh con. Theo luật thiên nhiên, kênh mẹ không mớm mồi cho con, nên sau khi nở ra có hình hài rồi, kênh con phải tự tìm thức ăn. Cơn đói của kênh con là hậu sanh duyên cho hình hài của nó. 12. Trùng dụng duyên Asewana Pachaya là trường hợp các pháp giúp nhau bằng cách lặp lại nhiều lần tác dụng của mình. Đây cũng là chuyện thường thấy trong thiên nhiên. Nói rốt ráo thì chi pháp của duyên này thuộc về nội tâm chúng sinh giai đoạn động lực. Nhưng khía cạnh trùng dụng thì ta có thể bắt gặp ở bất cứ đâu trong đời sống thường nhật. Như việc người ta phải đọc lại đôi lần để hiểu một đoạn văn khó, hay như một cái chuông gió, một dòng nước suối, chỉ có thể làm được việc khi chúng tái hiện nhiều lần cách vận động cũ. 13. Nghiệp duyên Kamma Pachaya là trường hợp tâm sở tư tác động lên các pháp cùng sanh hay sanh sau mình. Kể cả trường hợp tiền nghiệp quá khứ, tâm sở tư trong nghiệp thiện ác kiếp xưa, đối với năm uẩn bây giờ cũng là trường hợp nghiệp duyên. 14. Dị thục duyên Vipaka Pachaya quả báo phải do nhân trước mà có, và nhân trước phải có quả sau mới được định danh gọi tên. Như để gọi đó là nhân dục giới hay đáo đại, thì phải xem quả của nó là gì. Khi các pháp giúp nhau trong vai trò một quả báo dị thục, thì được gọi là quả duyên. 15. Vật thực duyên Ahara Pachaya mối quan hệ giữa các pháp với nhau khi A giúp B trong vai trò dưỡng tố, ở đây là một trong tứ thực. 16. Quyền duyên Indriya Pachaya là sự trợ giúp của một trong 22 quyền đối với các pháp khác, như sự hỗ trợ của các vị bộ trưởng trong các ngành. 17. Thiền na duyên Chana Pachaya là sự trợ giúp của 7 chi thiền tầm tứ, hỷ, lạc, định, ưu, xả đối với các pháp khác, danh hoặc sắc. Chi thiện ở đây gồm cả thiện lẫn ác. 18. Đồ đạo duyên Maggapachaya là sự trợ giúp của 12 chi đạo, 8 chánh đạo và tà kiến, tà định, tà cần, tà tư duy đối với danh sắc thích ứng. 19. Tương ưng duyên Sampayuttapachaya là trường hợp danh pháp hỗ trợ nhau
bằng cách đan xen hòa quyện vào nhau. Cách hỗ trợ này không thể kể sắc pháp. Duyên này được ví dụ bằng hình ảnh của các thứ dịch chất trong một chiếc lọ. 20. Bất tương ưng duyên, Vipayutta Pachaya, là trường hợp các pháp hỗ trợ nhau mà vẫn giữ riêng vị thế độc lập. Duyên này được ví dụ như các món nữ trang trong một chiếc hộp hay từng thứ linh kiện trong một cỗ máy. 21. Hiện hữu duyên, Atipachaya, là trường hợp các pháp giúp nhau bằng cách cùng có mặt như bà mẹ đối với đứa bé. 22. Vô hữu duyên, Natipachaya, là trường hợp các pháp giúp nhau bằng sự vắng mặt của mình. Khoa học hiện đại gọi đó là luật phủ định. Cái này phải mất đi để nhường chỗ cho cái khác. 23. Ly khứ duyên, Vigatapachaya, là trường hợp các pháp giúp nhau bằng cách rời nhau, giống hệt như trường hợp vô hữu duyên. 24. Bất ly duyên, Avigatapachaya, là trường hợp các pháp giúp nhau bằng cách không rời nhau, giống hệt trường hợp hiện hữu duyên. Kinh nói chỉ có Phật trí toàn giác mới có thể trình bày rốt ráo giáo lý duyên hệ này, và chỉ có giáo lý duyên hệ mới là bản chất tận cùng của thế giới. Và điều thú vị là lâu nay nhiều thế hệ tăng tục Miến Điện vẫn xem bài tụng 24 duyên là mật chú để trừ tà, xua đuổi mãnh thú hay ngăn chặn thiên tai rất hiệu quả. A. Lược giải giáo lý duyên hệ Paccaya Nidesa. Một, nhân duyên Hetu Paccayo. Nhân duyên là sáu nhân hỗ trợ cho danh pháp tương ứng nhân và các sắc pháp từ đó sanh, từ danh pháp tương ứng. 2. Cảnh duyên Aramana Paccayo. Cảnh duyên là sắc xứ, cảnh sắc hỗ trợ cho nhãn thức giới, nhãn thức cùng các pháp tương ưng bằng cảnh duyên. Thinh xứ hỗ trợ cho nhĩ thức giới cùng các pháp tương ưng bằng cảnh duyên. Khí xứ hỗ trợ cho tỷ thức giới cùng các pháp tương ưng bằng cảnh duyên. Vị xứ hỗ trợ cho thiệt thức giới cùng các pháp tương ưng bằng cảnh duyên. Xúc xứ hỗ trợ cho thần thức giới cùng các pháp tương ưng bằng cảnh duyên. Sắc xứ tới xúc xứ, sáu ngoại xứ hỗ trợ cho ý giới và các pháp tương ưng bằng cảnh duyên. Tất cả các pháp hữu vi và vô vi hỗ trợ cho ý thức giới và các pháp đồng sanh bằng cảnh duyên. Tất cả các pháp làm đối tượng cho danh pháp thì luôn hỗ trợ cho danh pháp bằng cảnh duyên. 3. Trưởng duyên Atipatipachayo. Trưởng duyên là dục trưởng hỗ trợ cho danh pháp tương ưng dục và các sắc pháp từ đó sanh bằng trưởng duyên. Cần trưởng hỗ trợ cho danh pháp tương ưng cần và các sắc pháp từ đó sanh bằng trưởng duyên. Tâm trưởng hỗ trợ cho danh pháp tương ưng tâm và các sắc pháp từ đó sanh bằng trưởng duyên. Thẩm trưởng hỗ trợ cho danh pháp tương ưng thẩm và sắc pháp từ đó sanh bằng trưởng duyên. Tất cả pháp đóng vai trò chủ lực giúp tâm và tâm sở sanh khởi, luôn hỗ trợ cho hai danh pháp đó, tâm và tâm sở, bằng trưởng duyên. 4. Vô gián duyên Anantara Paccaya. Vô gián duyên là nhãn thức giới và các pháp tương ưng hỗ trợ cho ý giới và các pháp tương ưng bằng vô gián duyên. Ý giới và các pháp tương ưng hỗ trợ cho ý thức giới và các pháp tương ưng bằng vô gián duyên. Nhĩ thức giới và các pháp tương ưng hỗ trợ cho ý giới và các pháp tương ưng bằng vô gián duyên. Ý giới và các pháp tương ưng hỗ trợ cho ý thức giới và các pháp tương ưng bằng vô gián duyên. Tỷ thức giới và các pháp tương ưng hỗ trợ cho ý giới và các pháp tương ưng bằng vô gián duyên. Ý giới và các pháp tương ưng hỗ trợ cho ý thức giới và các pháp tương ưng bằng vô gián duyên. Thiệt thức giới và các pháp tương ưng hỗ trợ cho ý giới và các pháp tương ưng bằng vô gián duyên. Ý giới và các pháp tương ưng hỗ trợ cho ý thức giới và các pháp tương ưng bằng vô gián duyên. Thần thức giới và các pháp tương ưng hỗ trợ cho ý giới và các pháp tương ưng bằng vô gián duyên.
Ý giới và các pháp tương ưng hỗ trợ cho ý thức giới và các pháp tương ưng bằng vô gián duyên. Các pháp thiện sanh trước hỗ trợ cho các pháp thiện sanh sau bằng vô gián duyên. Các pháp thiện sanh trước hỗ trợ cho các pháp vô ký sanh sau bằng vô gián duyên. Các pháp bất thiện sanh trước hỗ trợ cho các pháp bất thiện sanh sau bằng vô gián duyên. Các pháp bất thiện sanh trước hỗ trợ cho các pháp vô ký sanh sau bằng vô gián duyên. Các pháp vô ký sanh trước hỗ trợ cho các pháp vô ký sanh sau bằng vô gián duyên. Các pháp vô ký sanh trước hỗ trợ cho các pháp thiện sanh sau bằng vô gián duyên. Các pháp vô ký sanh trước hỗ trợ cho các pháp bất thiện sanh sau bằng vô gián duyên. Tất cả tâm và tâm sở sanh kế liền nhau, luôn giúp nhau bằng vô gián duyên. 5. Đẳng vô gián duyên. Samanantara Pachayo. Giống hệt vô gián duyên. 6. Câu sanh duyên, đồng sanh duyên. Sahachata Pachayo. Câu sanh duyên là bốn danh uẩn hỗ trợ nhau bằng câu sanh duyên. Bốn đại hỗ trợ nhau bằng câu sanh duyên. Danh sắc thời tái tục hỗ trợ nhau bằng câu sanh duyên. Tâm và tâm sở hỗ trợ cho sắc tâm bằng câu sanh duyên. Bốn đại hỗ trợ cho các sắc y đại sinh. Sắc pháp hỗ trợ cho danh pháp đôi khi cũng bằng câu sanh duyên. 7. Hỗ tương duyên. Anyamanyapachayo. Hỗ tương duyên là bốn danh uẩn hỗ trợ nhau bằng hỗ tương duyên. Bốn đại hỗ trợ nhau bằng hỗ tương duyên. Danh sắc thời tái tục hỗ trợ nhau bằng hỗ tương duyên. 8. Y chỉ duyên. Nisayapachayo. Y chỉ duyên là bốn danh uẩn hỗ trợ nhau bằng y chỉ duyên. Bốn đại hỗ trợ nhau bằng y chỉ duyên. Danh sắc thời tái tục hỗ trợ nhau bằng y chỉ duyên. Tâm và tâm sở hỗ trợ cho các sắc tâm bằng y chỉ duyên. Bốn đại hỗ trợ các sắc y đại sinh bằng y chỉ duyên. Nhãn xứ hỗ trợ cho nhãn thức giới và các pháp tương ưng bằng y chỉ duyên. Nhĩ xứ hỗ trợ cho nhĩ thức giới và các pháp tương ưng bằng y chỉ duyên. Tỷ xứ hỗ trợ cho tỷ thức giới và các pháp tương ưng bằng y chỉ duyên. Thiệt xứ hỗ trợ cho tỷ thức giới và các pháp tương ưng bằng y chỉ duyên. Thân xứ hỗ trợ cho thân thức giới và các pháp tương ưng bằng y chỉ duyên. Ý giới và ý thức giới nương vào sắc nào mà có thì sắc ấy hỗ trợ cho hai giới này và các pháp tương ưng bằng y chỉ duyên. 9. Thường cận y duyên. Upanisaya Pachayo. Thường cận y duyên là các thiện pháp sanh trước hỗ trợ cho các thiện pháp sanh sau bằng thường cận y duyên. Các thiện pháp sanh trước hỗ trợ cho các ác pháp sanh sau bằng thường cận y duyên. Các thiện pháp sanh trước hỗ trợ cho các pháp vô ký sanh sau bằng thường cận y duyên. Các pháp bất thiện sanh trước hỗ trợ cho các pháp bất thiện sanh sau bằng thường cận y duyên. Các pháp bất thiện sanh trước hỗ trợ cho các pháp thiện sanh sau bằng thường cận y duyên. Các pháp bất thiện sanh trước hỗ trợ cho các pháp vô ký sanh sau bằng thường cận y duyên. Các pháp vô ký sanh trước hỗ trợ cho các pháp vô ký sanh sau bằng thường cận y duyên. Các pháp vô ký sanh trước hỗ trợ cho các pháp thiện sanh sau bằng thường cận y duyên. Các pháp vô ký sanh trước hỗ trợ cho các pháp bất thiện sanh sau bằng thường cận y duyên. Thời tiết và thực phẩm, con người và trú xứ cũng có thể được xem là một thứ thường cận y duyên. 10. Tiền sanh duyên. Purechata Pachayo. Tiền sanh duyên là nhãn xứ hỗ trợ cho nhãn thức giới và các pháp tương ưng bằng tiền sanh duyên. Nhĩ xứ hỗ trợ cho nhĩ thức giới và các pháp tương ưng bằng tiền sanh duyên. Tỷ xứ hỗ trợ cho tỷ thức giới và các pháp tương ưng bằng tiền sanh duyên. Thiệt xứ hỗ trợ cho thiệt thức giới và các pháp tương ưng bằng tiền sanh duyên.
thân xứ hỗ trợ cho thân thức giới và các pháp tương ưng bằng tiền sân duyên. Sắc xứ hỗ trợ cho nhãn thức giới và các pháp tương ưng bằng tiền sân duyên. Thinh xứ hỗ trợ cho nhĩ thức giới và các pháp tương ưng bằng tiền sân duyên. Khí xứ hỗ trợ cho tỷ thức giới và các pháp tương ưng bằng tiền sân duyên. Vị xứ hỗ trợ cho thiệt thức giới và các pháp tương ưng bằng tiền sân duyên. Xúc xứ hỗ trợ cho thân thức giới và các pháp tương ưng bằng tiền sân duyên. Năm ngoại xứ sắc thinh khí vị xúc hỗ trợ cho ý giới và các pháp tương ưng bằng tiền sân duyên. Sắc ý vật hỗ trợ cho ý giới và các pháp tương ưng bằng tiền sân duyên. Riêng đối với ý thức giới thì có lúc bằng tiền sân duyên, có lúc thì không phải. 11. Hậu sân duyên. Pachachata Pachayo. Hậu sân duyên là tâm và tâm sở sanh sau, hỗ trợ cho thân này sanh trước bằng hậu sân duyên. 12. Trùng dụng duyên. Asevana Pachayo. Trùng dụng duyên là thiện pháp sanh trước, hỗ trợ cho các thiện pháp sanh sau bằng trùng dụng duyên. Bất thiện pháp sanh trước, hỗ trợ cho bất thiện pháp sanh sau bằng trùng dụng duyên. Các pháp vô ký tố sanh trước, hỗ trợ cho các pháp vô ký tố sanh sau bằng trùng dụng duyên. 13. Nghiệp duyên. Kammapachayo. Nghiệp duyên là các nghiệp thiện ác, hỗ trợ cho các danh sắc dị thục bằng nghiệp duyên. Tâm sở tư hỗ trợ cho các pháp tương ưng và các sắc nghiệp bằng nghiệp duyên. 14. Dị thục duyên. Vipakapachayo. Dị thục duyên là bốn danh uẩn dị thục hỗ trợ nhau bằng dị thục duyên. 15. Vật thực duyên. Aharapachayo. Vật thực duyên. Đoàn thực hỗ trợ cho thân này bằng vật thực duyên. Các danh vật thực hỗ trợ cho các pháp tương ưng và sắc vật thực bằng vật thực duyên. 16. Quyền duyên Indriya Pachayo. Quyền duyên là nhãn quyền, thần kinh, thị giác hỗ trợ cho nhãn thức giới và các pháp tương ưng bằng quyền duyên. Nhĩ quyền hỗ trợ cho nhĩ thức giới và các pháp tương ưng bằng quyền duyên. Tỷ quyền hỗ trợ cho tỷ thức giới và các pháp tương ưng bằng quyền duyên. Thiệt quyền hỗ trợ cho thiệt thức giới và các pháp tương ưng bằng quyền duyên. Thân quyền hỗ trợ cho thân thức giới và các pháp tương ưng bằng quyền duyên. Sắc mạng quyền hỗ trợ cho các sắc nghiệp bằng quyền duyên. Các danh quyền hỗ trợ cho các pháp tương ưng và các sắc pháp cùng nhóm bằng quyền duyên. 17. Thiền duyên Chana Pachayo. Thiền duyên là các chi thiền hỗ trợ cho các pháp tương ưng thiền chi cùng các sắc pháp từ đó sanh bằng thiền duyên. 18. Đạo duyên Maggapachayo. Đạo duyên là các chi đạo hỗ trợ cho các pháp tương ưng đạo cùng các sắc pháp từ đó sanh bằng đạo duyên. 19. Tương ưng duyên Sampayuttapachayo. Tương ưng duyên là tứ danh uẩn hỗ trợ lẫn nhau bằng tương ưng duyên. 20. Bất tương ưng duyên Vipayuttapachayo. Bất tương ưng duyên là các sắc pháp hỗ trợ cho danh pháp bằng bất tương ưng duyên. Danh pháp hỗ trợ cho danh pháp bằng bất tương ưng duyên. 21. Hiện hữu duyên Attipachayo. Hiện hữu duyên là bốn danh uẩn hỗ trợ nhau bằng hiện hữu duyên. Bốn đại hỗ trợ nhau bằng hiện hữu duyên. Danh sắc thời tái tục hỗ trợ nhau bằng hiện hữu duyên. Tâm và tâm sở hỗ trợ nhau bằng hiện hữu duyên. Bốn đại hỗ trợ cho các sắc y đại sinh bằng hiện hữu duyên. Nhãn xứ hỗ trợ cho nhãn thức giới và các pháp tương ưng bằng hiện hữu duyên. Nhĩ xứ hỗ trợ cho nhĩ thức giới và các pháp tương ưng bằng hiện hữu duyên. Tỷ xứ hỗ trợ cho tỷ thức giới và các pháp tương ưng bằng hiện hữu duyên. Thiệt xứ hỗ trợ cho thiệt thức giới và các pháp tương ưng bằng hiện hữu duyên. Thân xứ hỗ trợ cho thân thức giới và các pháp tương ưng bằng hiện hữu duyên. Sắc xứ hỗ trợ cho nhãn thức giới và các pháp tương ưng bằng hiện hữu duyên. Thinh xứ
hỗ trợ cho nhĩ thức giới và các pháp tương ưng bằng hiện hữu duyên. Khí xứ hỗ trợ cho tỷ thức giới và các pháp tương ưng bằng hiện hữu duyên. Vị xứ hỗ trợ cho thiệt thức giới và các pháp tương ưng bằng hiện hữu duyên. Xúc xứ hỗ trợ cho thân thức giới và các pháp tương ưng bằng hiện hữu duyên. Năm ngoại xứ sắc thinh hỗ trợ cho ý giới, hai quan sát và khai ý môn và các pháp tương ưng tâm sở bằng hiện hữu duyên. Sắc ý vật hỗ trợ cho ý giới và ý thức giới cùng các pháp tương ưng bằng hiện hữu duyên. 22. Vô hữu duyên, Natthi Paccayo. Vô hữu duyên là tâm và tâm sở vừa diệt ngay phía trước hỗ trợ cho tâm và tâm sở hiện tại bằng vô hữu duyên. 23. Ly khứ duyên, Vigata Paccayo. Ly khứ duyên là tâm và tâm sở vừa diệt ngay phía trước hỗ trợ cho tâm và tâm sở hiện tại bằng ly khứ duyên. 24. Bất ly duyên, Avigata Paccayo. Bất ly duyên là bốn danh uẩn hỗ trợ lẫn nhau bằng bất ly duyên, bốn đại hỗ trợ lẫn nhau bằng bất ly duyên, danh sắc thời tái tục hỗ trợ lẫn nhau bằng bất ly duyên. Tâm và tâm sở hỗ trợ sắc tâm bằng bất ly duyên, bốn đại hỗ trợ cho các sắc y đại sinh bằng bất ly duyên. Nhãn xứ hỗ trợ cho nhãn thức giới và các pháp tương ưng bằng bất ly duyên. Nhĩ xứ hỗ trợ cho nhĩ thức giới và các pháp tương ưng bằng bất ly duyên. Tỷ xứ hỗ trợ cho tỷ thức giới và các pháp tương ưng bằng bất ly duyên. Thiệt xứ hỗ trợ cho thiệt thức giới và các pháp tương ưng bằng bất ly duyên. Thân xứ hỗ trợ cho thân thức giới và các pháp tương ưng bằng bất ly duyên. Sắc xứ hỗ trợ cho nhãn thức giới và các pháp tương ưng bằng bất ly duyên. Thinh xứ hỗ trợ cho nhĩ thức giới và các pháp tương ưng bằng bất ly duyên. Khí xứ hỗ trợ cho tỷ thức giới và các pháp tương ưng bằng bất ly duyên. Vị xứ hỗ trợ cho thiệt thức giới và các pháp tương ưng bằng bất ly duyên. Xúc xứ hỗ trợ cho thân thức giới và các pháp tương ưng bằng bất ly duyên. Năm ngoại xứ sắc thinh hỗ trợ cho ý giới, hai quan sát cộng khai ý môn và các pháp tương ưng tâm sở bằng bất ly duyên. Sắc ý vật hỗ trợ cho ý giới và ý thức giới cùng các pháp tương ưng bằng bất ly duyên. B. Duyên hệ yếu giải. 1. Tâm và tâm sở làm duyên cho nhau qua 6 cách. Vô gián duyên, đẳng vô gián duyên, trùng dụng duyên, tương ưng duyên, vô hữu duyên, ly khứ duyên. Ghi chú: tâm và tâm sở vừa diệt hỗ trợ cho tâm và tâm sở hiện tại bằng 4 duyên: vô gián duyên, đẳng vô gián duyên, vô hữu duyên, ly khứ duyên. Đóng lực trước hỗ trợ đóng lực sau bằng trùng dụng duyên. Tâm và tâm sở hỗ trợ nhau bằng tương ưng duyên. 2. Danh pháp hỗ trợ danh pháp và sắc pháp bằng năm duyên: nhân duyên, thiền duyên, đạo duyên, nghiệp duyên, dị thục duyên. Ghi chú: 6 nhân, 7 chi thiền, 12 chi đạo hỗ trợ cho danh sắc tương ưng bằng nhân duyên, thiền duyên và đạo duyên. Tâm sở tư hỗ trợ cho danh và sắc bằng nghiệp duyên, ở đây bao gồm câu sanh nghiệp và dị thời nghiệp. Bốn danh uẩn dị thục hỗ trợ lẫn nhau cùng sắc pháp dị thục bằng dị thục duyên. 3. Danh pháp hỗ trợ cho sắc pháp bằng hậu sanh duyên. Tâm và tâm sở sanh sau hỗ trợ cho sáu sắc vật sanh trước bằng hậu sanh duyên. 4. Sắc pháp hỗ trợ cho danh pháp bằng tiền sanh duyên. Sáu sắc vật thời bình sinh hỗ trợ cho bảy thức giới: nhãn thức giới, ý giới, ý thức giới, tức là tất cả tâm, bằng tiền sanh duyên. Năm trần cảnh hỗ trợ cho các lộ ngũ môn bằng tiền sanh duyên. 5. Chế định danh và sắc hỗ trợ cho danh pháp bằng cảnh duyên và cận y duyên. Cảnh duyên ở đây bao gồm tất cả pháp chế định, tâm pháp và sắc pháp. Ba loại cảnh này hỗ
hỗ trợ cho tâm và tâm sở bằng cảnh duyên. Cận y duyên ở đây gồm ba khía cạnh. Hấp lực của cảnh, dù nội phần hay ngoại phần. Chẳng hạn một hình ảnh hiện tại là một gợi ý lớn cho cảnh tượng nào đó ngày xưa. Sức mạnh thừa tiếp, gặp điều kiện cũ thì tiếp tục như chưa từng bị gián đoạn. Sức mạnh tâm lý, chỉ cần một sự gợi ý đúng mức là có thể trở lại như cũ. 6. Danh và sắc hỗ trợ cho danh và sắc bằng chính duyên, trưởng duyên, câu sanh duyên, tương ưng duyên, y duyên, vật thực duyên, quyền duyên, bất tương ưng duyên, hiện hữu duyên, bất ly duyên. Ghi chú: về trưởng duyên có hai trường hợp. Cảnh nổi bật hỗ trợ cho sự chú ý của một người gồm tâm và tâm sở thích hợp bằng cảnh trưởng duyên. Bốn pháp trưởng hỗ trợ cho tâm. Tâm sở và sắc pháp đồng sanh bằng câu sanh trưởng duyên. Về câu sanh duyên có ba trường hợp. Tâm và tâm sở đồng sanh giúp cho danh sắc đồng sanh bằng câu sanh duyên. Bốn đại hỗ trợ lẫn nhau cùng các y đại sinh bằng câu sanh duyên. Về hỗ tương duyên có ba trường hợp. Tâm và tâm sở đồng sinh hỗ trợ lẫn nhau bằng hỗ tương duyên. Bốn đại hỗ trợ nhau bằng hỗ tương duyên. Sắc ý vật thời tái tục hỗ trợ tâm tái tục và các tâm sở bằng hỗ tương duyên. Về y chỉ duyên có ba trường hợp. Tâm và tâm sở đồng sinh hỗ trợ lẫn nhau cùng sắc pháp đồng sinh bằng y chỉ duyên. Bốn đại hỗ trợ lẫn nhau và các sắc y đạo sinh đồng sinh bằng y chỉ duyên. Sáu sắc vật hỗ trợ cho bảy thức giới bằng y chỉ duyên. Về vật thực duyên có hai trường hợp. Sắc vật thực hỗ trợ cho các bọn sắc sanh chung. Ba danh vật thực hỗ trợ cho danh sắc đồng sanh bằng vật thực duyên. Vô quyền duyên có ba trường hợp. Năm sắc thần kinh hỗ trợ cho ngũ song thức. Sắc mạng quyền hỗ trợ cho các sắc nghiệp. Các danh quyền hỗ trợ cho danh pháp và sắc pháp. Về bất tương ưng duyên, sắc ý vật thời tái tục hỗ trợ cho tâm tái tục và tâm sở đi cùng bằng câu sanh bất tương ưng duyên. Tâm và tâm sở cũng hỗ trợ cho sắc pháp đồng sanh bằng duyên này. Tâm và tâm sở sanh sau hỗ trợ cho sáu sắc vật sanh trước bằng hậu sanh bất tương ưng. Sáu sắc vật thời bình nhật hỗ trợ cho bảy thức giới bằng tiền sanh bất tương ưng duyên. Về hiện hữu duyên và bất ly duyên có năm trường hợp. Xin xem lại các duyên câu sanh, tiền sanh, hậu sanh, vật thực và sắc mạng quyền duyên đều có hiện hữu và bất ly đi cùng. 24 duyên có thể kể gọn thành 4 duyên là 1. Cảnh duyên, 2. Cận y duyên, 3. Nghiệp duyên, 4. Hiện hữu duyên. 28 thứ sắc được gọi chung là sắc pháp. Danh uẩn và niết bàn được gọi chung là danh pháp. Niết bàn sở dĩ được kể vào đây vì là cảnh của tâm siêu thế. 3. Các pháp chế định Panyati. Chân đế là bản thể rốt ráo của tất cả các pháp. Nhưng nếu không phải thánh nhân hoặc người được học hỏi từ thánh nhân, thì ai trong đời này cũng chỉ biết đến vạn vật qua những khái niệm giả lập, tức lớp vỏ bên ngoài hay phần trên của một tảng băng sơn. Từ chuyên môn trong A Tỳ Đàm, gọi các khái niệm đó là tục đế Sammutisakya hay chế định Panyati. Có hai thứ chế định. Một, hình chế định hay vật chế định Athapanyati, chỉ cho các khái niệm hình thể như vuông, tròn, dài, ngắn, núi, sông, nhà cửa hay chim muông, động vật. Hai, danh xưng chế định Sadapanyati, tức ngôn ngữ hay từ vựng dùng để diễn tả hay gọi tên các khái niệm. Có thể nói toàn bộ nền văn minh, văn hóa của bao đời phàm phu, bao gồm các ngành khoa học, nghệ thuật, tôn giáo, ngôn ngữ, cũng đều gói gọn trong hai pháp chế định này.
A. Hình chế định Atthapanyati. Hình chế định gọi theo chữ cũ là vật chế định. Chính là vẻ ngoài của sắc pháp chân đế mà căn bản là tám sắc bất ly. Những nguyên tố vật chất nhỏ nhất theo A Tỳ Đàm. Nói rộng thì có đến 9 loại hình chế định hay vật chế định. 1. Liên thành chế định Santanapanyati, gồm những khái niệm về các sự vật mà thực chất là hình thức kéo dài, trải rộng của tứ đại như đất đai, núi đồi, đồng ruộng. 2. Tập thành chế định Samuhapanyati là khái niệm về các đồ vật do lắp ráp, kết nối mà thành như nhà cửa, xe cộ, máy móc. 3. Hình thức chế định Santanapanyati là khái niệm về các đồ vật được phân loại theo hình dáng bên ngoài như tô, chén, muỗng, nĩa. 4. Chúng sanh chế định Sattapanyati là khái niệm về các loài chúng sinh xét theo các khía cạnh tập tính sinh học như người, thú, quỷ, thần. 5. Phương vị chế định Dishapanyati là khái niệm về phương hướng hay vị trí trong trời đất như đông, tây, nam, bắc, trên, dưới. 6. Thời gian chế định Kalapanyati là khái niệm về các mốc thời gian như ngày đêm, bốn mùa, sớm trễ, nhanh chậm. 7. Không gian chế định Akasapanyati là khái niệm về những vật thể được định hình từ những khoảng trống như giếng nước, hầm hố, khe hở, cửa nẻo. 8. Đề mục chế định Kansinapanyati là những hình ảnh được hành giả tạm thời nghĩ ra rồi dựa vào đó để phát triển định tập, trong khi bản thân chúng chẳng là gì trong trời đất, thậm chí vô danh vô nghĩa đối với mọi người. Đó có thể chỉ là một chén nước, một ngọn lửa hay chiếc lá xanh. Những lúc này được coi là điểm tập trung tư tưởng. 9. Ấn tướng chế định Nimittapanyati là các hình ảnh giả tưởng chỉ hành giả mới nhìn thấy được trong lúc tu thiền định, gồm sơ tướng, nhiếp tướng và quan tướng. Ấn tướng chế định còn được gọi là tiêu biểu chế định, chỉ cho tất cả những gì mang tính biểu tượng trong đời sống xã hội phàm phu như lá cờ, bảng hiệu, huy hiệu. Như vậy, tất cả những gì thuộc về vật chế định đều chỉ là những khái niệm giả lập, không có thực. Ngay đến khoa học hiện đại cũng nhìn nhận một sự thật rằng toàn bộ thế giới mà ta đang sống chỉ là chỗ gặp nhau của những sóng và hạt. Cả những hình ảnh mắt ta nhìn được chỉ là chỗ phản quang của ánh sáng. Không có một thứ gì thật sự là hình dáng hay màu sắc tuyệt đối. B. Danh xưng chế định Sattapanyati gồm tất cả những gì thuộc về ngôn ngữ vẫn được nhân thiên sử dụng để diễn tả hay gọi tên các khái niệm. Có tất cả 6 thứ danh chế định. 1. Danh chơn chế định hay thực hữu chế định Vichamanapanyati là tên gọi ám chỉ các pháp có thực tính chân đế, tức những từ ngữ được dùng để mô tả pháp chân đế như các danh từ thọ, tưởng, tầm, tứ, danh. 2. Phi danh chơn chế định hay hư danh chế định Avichamanapanyati là tên gọi ám chỉ những sự vật không liên quan gì đến các khái niệm chân đế, chẳng hạn như các danh từ người, thú, đồ vật, thiên nhiên. 3. Danh chơn phi danh chơn chế định Vichamanena Avichamanapanyati là những từ ngữ bao gồm cả hai khái niệm tục và chân đế như lục thông hay người đắc thiền, kẻ tà kiến. 4. Phi danh chơn chế định Avichamanena Avichamanapanyati cũng là những từ có khái niệm kép nhưng nửa trước là tục đế, còn nửa sau là ám chỉ chân đế, như nói nhân tâm, thú tính. 5. Danh chơn chế định Vichamanena Vichamanapanyati là những từ ngữ mà các ngữ tố trước sau đều ám chỉ pháp chân đế như nhãn thức, sắc ái, thiện tâm. 6. Phi danh chơn chế định Avichamanena Avichamanapanyati là những từ kép
mà các ngữ tố trước sau đều chỉ pháp chế định như hoàng tử, minh tinh, giám đốc.